chào quý vị và các bạn. Tôi là bác sĩ Hà Thị Loan, hiện tại thì tôi đang công tác tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về chủ đề gan nhiễm mỡ. Ở trạng thái gan bình thường thì cũng có hiện tượng tích lũy mỡ tại gan ở một cái lượng nhất định. Tuy nhiên thì khi mà cái lượng này vượt trên giới hạn bình thường thì sẽ gây ra hiện tượng gan nhiễm mỡ, được phân chia thành các cấp độ khác nhau tùy theo lượng mỡ nhiễm tại gan, chia thành cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 theo thứ tự tăng dần. Gan nhiễm mỡ độ 2 thì cũng có thể không có triệu chứng, hoặc là cũng có những triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, chậm tiêu, sợ mỡ, hoặc là có những bệnh nhân thì xét nghiệm thấy men gan tăng cao, có rối loạn mỡ máu, hoặc là siêu âm thì thấy gan tăng âm. Đấy là những cái triệu chứng có thể thường gặp ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ độ 2. Có nhiều nguyên nhân gây ra gan nhiễm mỡ độ 2. Chúng tôi thường gặp các nguyên nhân ví dụ như là bệnh nhân sử dụng rượu bia này, có tình trạng thừa cân, béo phì, hoặc là bệnh nhân có các bệnh nền, rối loạn chuyển hóa, tăng mỡ máu, bệnh nhân tiểu đường. Một số trường hợp thì có thể do các cái dùng thuốc hoặc là các cái bệnh gan đồng nhiễm khác. Gan nhiễm mỡ độ 2 không phải là một bệnh ung thư ác tính, tuy nhiên thì cũng gây ra cho bệnh nhân một số các cái triệu chứng chung, ví dụ như tình trạng mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống, có thể gây ra tình trạng xơ hóa gan nếu không được kiểm soát tốt. Tuy nhiên ấy, khi mà nhận diện được gan nhiễm mỡ độ 2 và chúng ta có thái độ điều trị tích cực, hoàn toàn có thể khỏi bệnh. Để chẩn đoán gan nhiễm mỡ độ 2 ấy, thì các bác sĩ sẽ thăm khám cho bệnh nhân để xác định các yếu tố nguy cơ. Trên bệnh nhân có thừa cân béo phì, hoặc bệnh nhân có bệnh lý tiểu đường, bệnh nhân thường xuyên lạm dụng rượu bia thì có thể mắc nguy cơ. Sau đó thì các bác sĩ sẽ chỉ định các cái xét nghiệm sinh hóa về men gan, mỡ máu, đường huyết. Sẽ chỉ định các cái phương pháp thăm dò chức năng gan, thăm dò hình ảnh gan, ví dụ như là siêu âm gan là đơn giản nhất. Trên siêu âm thì các bác sĩ có thể thấy các dấu hiệu đặc trưng của gan nhiễm mỡ. Về việc điều trị cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ độ 2, hiện tại thì trên thị trường cũng không có loại thuốc nào là thuốc đặc trị cho tình trạng bệnh này. Việc điều trị sẽ phải bắt nguồn từ xác định yếu tố nguy cơ của bệnh nhân và kiểm soát các yếu tố này. Cơ bản thì bệnh nhân phải xác định duy trì lối sống lành mạnh này, tập thể dục thể thao thường xuyên, giữ cân nặng ở mức ổn định. Trong việc ăn uống thì cần phải tăng cường rau xanh, uống đủ nước, hạn chế các đồ ăn chiên xào rán. Ngoài ra, nếu như bệnh nhân có các rối loạn mỡ máu, rối loạn đường máu thì sẽ phải điều chỉnh các cái rối loạn này và kiểm soát được máu, mỡ máu ở mức ổn định, bình thường. Một yếu tố rất quan trọng mà đặc biệt là các bệnh nhân nam giới đó là việc hạn chế sử dụng rượu bia. Như tôi đã chia sẻ ở trên, gan nhiễm mỡ độ 2 thì thường xuất phát do các rối loạn chuyển hóa này, tình trạng thừa cân, béo phì do lối sống không lành mạnh. Vậy để phòng ngừa gan nhiễm mỡ độ 2, chúng ta phải kiểm soát tốt các yếu tố này. Mặt khác thì đời sống hiện đại nên tỷ lệ các cái rối loạn chuyển hóa ngày càng nhiều, tỷ lệ bệnh nhân có thừa cân, béo phì, có sử dụng rượu bia cũng tăng lên. Do đó là cái tỷ lệ mà chúng tôi gặp các bệnh nhân gan nhiễm mỡ độ 2 ngày càng nhiều. Điều quan trọng, chúng ta không chỉ đi thăm khám bệnh khi có triệu chứng. Quý vị cần lưu ý, để có một lá gan khỏe mạnh thì quý vị nên đi thăm khám định kỳ 6 tháng một lần, hoặc bất cứ khi nào nếu có triệu chứng bất thường, để phát hiện ra các rối loạn và điều chỉnh các rối loạn này ngay từ khi còn sớm để đạt được hiệu quả cao nhất. Trên đây là phần chia sẻ của tôi về gan nhiễm mỡ độ 2. Nếu quý vị và các bạn có bất cứ câu hỏi hoặc là thắc mắc gì liên quan đến chủ đề về gan nhiễm mỡ độ 2, xin để lại bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể. Xin kính chào và chúc sức khỏe quý vị và các bạn.